đi ha. Chương 2 ha. Cô lưu ý các bạn là giả sử như hôm nay cái ổ D không sử dụng được á thì các bạn sử dụng qua ổ Ơ dùm cho cô ha. Rồi. Rồi, chúng ta tạo dùm cô một cái bắc kịch nếu cần, còn nếu không thì chúng ta sử dụng luôn cái bắc kịch có sẵn ha. Rồi, chúng ta tạo dùm cô một cái Java main class. Ha, là cái bài về xử lý chuỗi. Rồi, bây giờ tụi em muốn nhập vào bằng buffer reader hay scanner? Scanner phải không? Ha, rồi scanner. Chúng ta dùng cái thư viện scanner ha. Và ở đây á là sẽ nhập từ hệ thống, do đó chúng ta sẽ chọn system.in. Đúng không các bạn? Rồi, sau đó chúng ta import cái thư viện scanner vào. Xong, đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất ra màn hình này là nhập cái gì các bạn? Nhập chuỗi S1. Đúng không các bạn? Rồi, thế thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến S1 để chúng ta nhận cái gì các bạn? Nhận cái gì các bạn? Input gì? Next gì các bạn? Next line, tại vì ở đây là chuỗi đúng không các bạn? Rồi, chúng ta có S1 rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ nhập chuỗi gì các bạn? Nhập chuỗi S2. Rồi, sau khi nhập chuỗi S2 rồi thì người ta sẽ nhập chuỗi S3. Đúng không các bạn? Rồi, sau đó cho người dùng người ta nhập vào một cái vị trí V bất kỳ ha. Tức là có thể cái chuỗi đó dài hay ngắn nhưng mà cái từ cái vị trí V đó sau này nó sẽ cắt cái chuỗi con ra ha. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào cái vị trí V bất kỳ. Nhập vị trí V. Và vị trí V này thì nó là cái kiểu gì các bạn? Nó là kiểu số nguyên. Như vậy ở đây mình dùng input next gì các bạn? Có phải next in không? Next in ha. Rồi, sau đó thì người ta bảo mình làm gì các bạn? Hãy cho biết chiều dài của chuỗi S1, chuỗi S2 và chuỗi S3 các bạn vừa nhập, đúng không các bạn? Ha. Rồi. System out line này và chúng ta cho biết là chiều dài chuỗi chuỗi S1. Rồi, thế thì các bạn, S1 chúng ta chấm gì để lấy được chiều dài chuỗi? À, chấm len. Và chúng ta làm tương tự cho S2, S3 đúng không các bạn? S2 này. Rồi. Chúng ta làm cho S3. Rồi giả sử bây giờ thấy cái việc trình bày này nó không được đẹp đúng không các bạn? Các bạn chỉnh lại thì các bạn nhấn dùm cô phím Shift Alt F thì nó tự nó sẽ canh lại cho đẹp cho mình ha. Phím Shift Alt F. Rồi, sau đó người ta bảo là hãy so sánh hai chuỗi S1 và S2. Như vậy thì mình cũng xuất ra cái việc so sánh ha. Và ở đây á, chỉ cần yêu cầu là mình xuất ra giá trị nhỏ hơn 0, bằng 0 và lớn hơn 0 thôi. Rồi đến bài sau, đến cái cấu trúc điều kiện thì lúc đó ứng với những cái giá trị đó chúng ta sẽ in ra là chuỗi nọ lớn hơn chuỗi kia, chuỗi nọ bằng chuỗi kia hay là nhỏ hơn chuỗi kia sau ha. Như vậy là so sánh S1 và S2. Thì các bạn cho cô biết là chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn? Có phải là S1 chúng ta dùng compare cho S2 đúng không? Rồi, chúng ta compare to S2, phải không các bạn? Rồi, sau đó người ta bảo là hãy nối chuỗi S2
S2 vào sau chuỗi S1. Như vậy lúc này là S1 mình chấm cái gì các bạn? Chấm cái gì để nối? Cân két phải không? Ha? Phải cân két không? Rồi, chúng ta nối S2 vào S1. Như vậy thì cái chuỗi S1 này bây giờ nó mới rồi phải không bạn? Nó không phải là cái chuỗi S1 ban đầu nữa, đồng ý cô không? Ha, như vậy bây giờ mình xuất ra cái chuỗi S1 mới này. Chuỗi S1 mới. Ha. Thì mình sẽ xuất ra. Rồi. Sau khi mà mình xuất ra rồi thì người ta bảo rằng hãy tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi S3 trong chuỗi S1. Như vậy mình sẽ khai báo vị trí xuất hiện đầu tiên. Vị trí đầu tiên thì mình bằng cái gì các bạn? Bằng cái gì các bạn? S1 chấm cái gì? In gì? Có phải index of không các bạn? Đúng không? Và của S3 trong S1 thì cô sẽ đưa S3 vào. Các bạn thấy không? Rồi, sau đó là mình sẽ in ra là cái vị trí đầu tiên này là vị trí nào. Nếu như cái vị trí đầu tiên đó mà nó ra một cái giá trị thì có nghĩa là tìm thấy, phải không các bạn? 1, 2, 3, 4, 5 gì đó là tìm thấy. Mà nó ra cái giá trị chẳng hạn âm là nó tìm không thấy, đúng không các bạn? Ha. Rồi, như vậy mình sẽ xuất cái kết quả ra là vị trí đầu tiên. Rồi, thì mình sẽ cộng với cái vị trí mà mình vừa tìm ra. Rồi, sau đó họ bảo mình làm gì? Hãy tạo ra chuỗi con S4 từ chuỗi S1 với vị trí V. Vị trí V là vị trí mà chúng ta đã nhập từ lúc nãy ha. Rồi, như vậy chúng ta tạo chuỗi con S4 thì chúng ta khai báo một cái string S4. Nó sẽ bằng cái gì các bạn? S mấy? S1 mà chấm cái gì các bạn? Chuỗi con thì chúng ta sẽ dùng substring. Substring. Và từ cái vị trí chứ không phải là vị trí đầu tiên ha, là từ V. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ xuất ra cái chuỗi S4 xem là kết quả nó như thế nào. Chuỗi con S4 ha. Và mình cộng cái S4 vào. Rồi. Rồi, sau đó mình lưu lại. Mình sẽ chạy cái ứng dụng này ha. Rồi, ví dụ chuỗi đầu tiên của cô là trung tâm tin học S1 ha các bạn ha. Rồi, S2 là cô để là Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chuỗi S3 của cô là chữ tin. Rồi, cô enter, cô nhập cái vị trí V cô muốn lấy. Ví dụ cô lấy ở vị trí số 5. Rồi cô enter ha. Thì nó sẽ ra kết quả cho chúng ta như sau ha. Nó sẽ ra là chiều dài chuỗi S1 là bao nhiêu này. Chiều dài chuỗi ở đây cô quên sửa hả. S2, chiều dài chuỗi S3. Đúng rồi, cô quên sửa nè, S1 nè, rồi đến S2 nè, đến S3 nè. Đúng không các bạn? Nên bạn thấy là ba cái S1 hết. Rồi, cô chạy lại nha. Trung tâm tin học Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh, tin học. Rồi, vị trí V là vị trí số 5. Cô có chuỗi S1 là 17, chuỗi S2 là 14, chuỗi S3 là 7. Như vậy, chuỗi S1 và chuỗi S2 không bằng nhau đúng không các bạn? Bạn thấy ra giá trị âm có nghĩa là không bằng nhau ha. Rồi, mình đến cái chuỗi S1 mới là trung tâm tin học này. Rồi, vị trí đầu tiên tìm thấy là gì các bạn? Là gì? Là số 10 ha. Rồi, chuỗi số S4 là tâm tin học. Như vậy cái chuỗi S1 mới
ha, nó đã đưa cái chữ S2 vào chưa? Chưa, đúng không các bạn? Ha, do đó ở đây nó vẫn giữ cái chuỗi gốc ban đầu, thì mình sẽ khai báo cho nó một cái string ha, S1 mới. Ha, bằng cái phần chuỗi nối này, rồi sau đó là mình in cái S1 new. Rồi. Các bạn kiểm tra xem là cô dùng hàm concat là đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ cô chạy lại cái này ha. Đến cái phần bài về chuỗi, cô sẽ nói lý do tại sao cái chuỗi này nó là một cái vùng nhớ, chuỗi này nó là một cái vùng nhớ ha. Và vì là chuỗi nên là rác nó vẫn giữ lại. Rồi, cô nhập lại này. Trung tâm tin học. Rồi, đại học khoa học tự nhiên. À, tin học. Số 5. Rồi. Thì chúng ta thấy là tương tự hồi nãy ha, chữ S1 này, chữ S2, chữ S3 này và chữ S1, chữ S2 không bằng nhau này. Chữ S1 mới là trung tâm tin học, đại học khoa học tự nhiên này ha. Thì nó tạo ra một cái vùng nhớ mới để lưu cái gì các bạn? Nó tạo ra cái vùng nhớ mới để nó lưu hai cái chuỗi này ha. Còn hồi nãy khi mà cô để S1.concat S2 rồi cô xuất S1 á, thì nó vẫn chỉ xuất ra S1 thôi. Nó không xuất ra cả S1 và S2. Vì hai cái này là hai cái vùng nhớ khác nhau ha. Còn cái dạng này là nó copy hai cái nội dung này và nó đưa vào cái S1 này. Rồi, sau đó là cái vị trí đầu tiên nó tìm được của cái chữ tin học này là vị trí số 10. Còn cái chuỗi S4, chuỗi con S4 á, là nó là chữ tâm tin học ha. Như vậy là vị trí là chữ trung là hết 4 rồi đúng không? Khoảng trắng là 5. Thì đó, nó sẽ vào đúng cái vị trí số 5. Nó ra chữ trung tâm tin học. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái bài này. Bây giờ cô gửi lại cái máy cho các bạn. Các bạn thực hành cái bài này rồi chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo ha các bạn ha.